Xin chào cả nhà, hôm nay em đang có mặt tại bệnh viện Việt Đức thì là được gặp một trường hợp này cũng ở Lào Cai nhưng ở một khu khác cũng bị sạt lở cực nặng giống như làng Nủ, chỉ có khác là mọi người không biết nhiều hoặc là lượng người chết không nhiều bằng thôi. Thì em có thể nói lại với mọi người về hoàn cảnh của em, địa chỉ quê quán để cho các cô bác anh chị biết. Quê quán của em là ở tỉnh Lào Cai, ở huyện Simacai, xã Quan Mầu Thận mà thôn Sư Pa Phim ạ. Tình trạng của gia đình của em như thế nào? Tình trạng của em là gia đình em là bị sạt lở đất nên chúng mẹ em thôi ạ. Bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Từ ngày 9 tháng 9 rồi chị ạ. Tức là 2 tuần rồi và bây giờ cái đùi của mẹ là dập hết rồi, xác định là bị liệt. Xác định là có sống được thì cũng bị liệt, nhưng ước mơ của em chỉ cần mẹ tỉnh để mẹ được sống, kể cả là chăm sóc vất vả một tí cũng được, để cho có như nào em tự nói lại đi. Dù mẹ không đi được nhưng mà em vẫn mong mẹ sống được để về nhà, dù không đi lại được nhưng vẫn ở nhà là tốt rồi ạ. Chỉ cần mong muốn như thế thôi. Còn bây giờ nhà thì ở đâu? Nhà thì ở cùng với chú và Thím thôi. Không có nhà ở đâu. Không có nhà ở, vâng. Ở với chú với Thím, vâng. Nhà của em là sập hết rồi. Hôm nay thay mặt cho fan thì em xin gửi đến cho gia đình là sập hết một nửa rồi nhưng mà cộng đồng nữa thì người ta không cho ở nữa. Không cho ở nữa. Rồi, em là người dân tộc gì? Em là dân tộc Mông ạ. Và mọi người ơi, em xin nhờ tất cả mọi người đang theo dõi video này, ai có tấm lòng hảo tâm muốn thương muốn giúp thì mọi người chuyển thẳng vào tài khoản Cư Thị Xí Ngân hàng Vietcombank 10459881112 Ngân hàng Vietcombank. Và em là con dâu đúng không? Vâng ạ. Con dâu mọi người ạ, nhưng thấy rất là gờ hiếu luôn đấy. Hôm nay chị thay mặt cho fan sẽ gửi cho em gia đình em là 50 triệu và chị hỗ trợ đưa số tài khoản lên để các cô bác anh chị trong ngoài nước, mọi người có tấm lòng hảo tâm thì chuyển thẳng vào tài khoản cho em nhá. Vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Dù mong mọi người không có cái gì, không cho tiền thì mọi người phù hộ cho mẹ em sống là và khỏe mạnh là được rồi ạ. Chỉ cần mẹ sống thôi. Không cần tiền, không cần cái gì. Không cần cái gì luôn, nhà cửa thì mình tự kiến tự làm cũng được, nhưng mà chị mong mẹ sống thôi. Chỉ cần mẹ sống thôi. Vâng. Cả nhà ơi, bạn này là con dâu nhá, Cư Thị Dí Ngân hàng Vietcombank 10459881112. Chị thêm 50 triệu nữa đi em ơi, đổi biển đi. Chị bảo tại vì là chị bây giờ chị bị mệt quá rồi, chị sợ là khi chị mệt quá ấy, thì chị nói nó không được tốt em ạ. Khi chị sợ chị bị mệt quá là chị nói nó không được tốt, là không được cái năng lượng tốt thì mọi người không giúp được. Chị chỉ sợ là mọi người lại không giúp được nhiều. Thế nên là chị sẽ thôi thì thay mặt cho fan, chị gọi là giúp cho gia đình nhà em thêm là 50 triệu nữa, là 100 nhá. Vì chị thấy em là rất là con dâu nhưng mà rất là có hiếu. Vì em thương mẹ chồng như vậy nên là chị thay mặt cho fan thì là gửi gia đình 100 triệu và chị sẽ đưa số tài khoản, chắc chắn là chị đưa số tài khoản thì sẽ rất là nhiều người giúp gia đình em thôi nhá. Con dâu như thế này thì là một người mẹ chồng là rất là may mắn mới có người con dâu như vậy. Em thì không giúp được gì cho mẹ, bởi vì cái gì thì cũng ở nhà cũng để cho mẹ làm hết thôi. Vợ chồng em thì vẫn còn không biết là cái gì nên cái gì cũng chỉ mong chờ bố mẹ thôi, nên giờ thì mẹ như này thì mình rất là lo và rất là sợ, và cũng có lúc thì bác sĩ nói thế này thế kia thì mình cũng lo lắm chị ạ. Bác sĩ nói như nào? Bác sĩ bảo là ở xuống đây thì vẫn chưa biết, nhưng mà ở Lào Cai thì bác sĩ bảo là cái mà chữa được mẹ thì rất là ít. Nghĩa là cách mà chữa được mẹ rất là ít, tức là tỷ lệ sống rất là ít. Vâng ạ. Nghĩa là bác sĩ nói rằng là hy vọng sống của mẹ rất là ít. Vâng, bởi vì tổn thương quá nhiều. Ở khu cả gan này, tim này, chỗ nào cũng bị thương hết. Tổn thương là cho chị xem cái bệnh án của mẹ. Mọi người ơi, cái này là bệnh án nặng lắm luôn. Nhưng mà đây là trường hợp này là con dâu, nhưng mà bởi vì em like từ lúc 11, 12 giờ trưa đến bây giờ em bị mệt quá nên em sợ em không nói được tốt. Nên là cái này bị chuẩn đoán là hiện tại hai chi dưới đã bị liệt rồi mọi người nhá. Vết thương đã lóc ra đùi, bị nhiễm trùng, hiện tại được chăm sóc tích cực, thay băng kháng sinh để chống nhiễm trùng. Hiện tại bệnh nhân thở qua mở khí quản, mở mắt, gọi hỏi biết, hướng dẫn điều trị là tiếp tục tích cực đến hết tuần này.
thứ hai tuần sau sẽ tiếp tục hội chuẩn tiếp. Nói chung là đi xuống đến đây ấy, thì là ở đây là bệnh nhân ở đây là bao giờ cũng sẽ được các bác sĩ ở đây hỗ trợ rất là tốt luôn. Kể cả không có tiền thì bệnh nhân cũng được hỗ trợ hoàn toàn. Kể cả viện phí, hình như là những cái ca, những cái trường hợp này là sẽ không phải tính viện phí đâu. Thế nhưng mà ví dụ như là trường hợp mình nặng quá thì mình lại phải mất thời gian, mình phải chờ hồi phục xong rồi rất là nhiều nữa. Thế nên là nó cũng là rất là cần chờ đợi và nhiều cái may mắn mọi người ạ, và sức khỏe hồi phục. Thì như em vừa nói, em xin mọi người rằng là không có tiền cũng được thì làm gì cho mẹ em? Thì chỉ cần mọi người phù hộ và cầu mong cho mẹ em khỏe mạnh và tỉnh là lại là được rồi. Thế là em làm dâu nhà mẹ em lâu chưa? Được 8 năm rồi. Em bây giờ bao nhiêu tuổi? Em 28 ạ. Từ 20 tuổi là làm con dâu. Nhưng mà mẹ lo hết. Vâng ạ. Bởi vì chồng em là quan úp nên vợ chồng em không biết là cái gì cũng luôn chờ đợi bố mẹ làm thôi. Mọi người ơi, đây là trường hợp rất là tội nghiệp luôn nhá. Thế nên là mọi người hãy liên lạc thẳng vào số tài khoản của gia đình là ngân hàng Vietcombank Cư Thị Dí 1045 988 112, được chưa ạ? 1045 988 112, ngân hàng Vietcombank. Mọi người nghe như vậy là mọi người biết cái hoàn cảnh và câu chuyện rồi. Các cô bác anh chị trong và ngoài nước, ai là fan của em có tấm lòng hảo tâm thì mọi người chuyển thẳng vào tài khoản cho gia đình em. Thì em chia sẻ thật là em đi làm cái việc này em chỉ mong là người ta, gia đình người ta đã quá đau khổ rồi, trường hợp nào cũng vậy, em chỉ muốn là san sẻ một chút rồi chia sẻ một chút rồi giúp được người ta được xoa dịu nỗi đau hoặc một chút bình yên nào là tốt. Chứ em không mong muốn là gia đình người ta đã tổn thương rồi mà mình một câu nói hay một hành động nào mà để cho gia đình thêm tổn thương hay là thêm đau khổ đâu. Thế nên là mong mọi người cũng nhẹ nhàng với gia đình những nạn nhân để cho người ta là cuộc sống của người ta sớm ổn định lại tinh thần và công việc. Thế nên là mong rằng là những ai giúp đỡ cho gia đình em thì mọi người đừng có bắt là in sao kê hoặc nọ kia, rất là tội nghiệp nhá. Vì tiền này vào thẳng ra tài khoản gia đình Cư Thị Dí ngân hàng Vietcombank 1045 988 112. Xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị ạ. Mọi người nhớ cho xin một like, một tim, một nút chia sẻ nhá. Vì là em like quá lâu rồi, em sợ cái năng lượng nói của em nó không còn tốt được nữa. Thế nên là em chỉ có biết được rằng là làm như vậy là những cái điều cố gắng nhất để cho mọi người cùng có cơ hội được đồng hành làm những việc làm thiện, và cũng để cho gia đình có cơ hội để được thêm một vài đồng tiền để yên tâm để lo việc nọ việc kia ạ. Em hôm nay em cũng đến đây là rất là biết ơn mọi người rất là nhiều rồi. Mọi người nhớ thả like, thả tim, chia sẻ và bấm theo dõi để đồng hành cùng em hành trình tiếp theo. Hoàn cảnh của em là như thế nào, em nói qua chị nghe. Hoàn cảnh của em là tai nạn sạt lở đất chị ạ. Sạt lở đất đấy. Vâng ạ. Nên chúng mẹ em rất là nạn, và nhà thì sờ hết một nửa, giờ thì không có nhà ở nữa. Mẹ thì vẫn đang nằm viện. Là nhà em ở đâu? Nhà em ở Lào Cai, Simacai ạ. Ồ, là sạt lở. Vâng. Em kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm đấy trong hoàn cảnh gia đình nhà mình với chị nghe nào. Hoàn cảnh đầu đôi thì em cũng không rõ lắm, bởi vì vợ chồng em đi làm công ty ở Hải Dương nên nghe người ta gọi thì mới về nên cũng không rõ lắm. Nghe là không rõ, chỉ biết là sạt là mất hết nhà cửa rồi. Là em là cũng ở Lào Cai trong trận lũ vừa rồi. Vâng ạ. Thế là nhà của em là bình thường ở đây có núi có đồi gì không mà nó lại sạt vào? Có. Bọn em ở trên núi trên đồi thôi. Bây giờ không có nhà để ở nữa? Không có, ở tạm ở nhà chú thôi ạ. Thế là mẹ thì là ngoài mẹ ra có ai bị gì không? Không, người chúng một mình mẹ thôi. Là lúc đấy là mẹ đang ấy à? Mẹ đang ở trong nhà là nó sạt vào mẹ luôn à? Không, nó xa một tí ở đằng sau nhà thì mẹ đi đầu để nước chảy ra, để nước không chảy vào nhà ấy, thì lại sạt tiết chúng mẹ một mình thôi ạ. Thế tình trạng của mẹ hiện tại như nào? Tình trạng của mẹ em bây giờ em cũng không rõ lắm, bác sĩ bảo là cứ để đấy bác sĩ xem như nào đã. Bởi vì mẹ em bị thương nặng lắm, gãy hết cả xương khớp, cả xương và bị thương nặng nhiều chỗ quá, bộ mấy lần rồi. Và em cũng không ở đây trông mẹ, em vừa mới xuống từ hôm qua đây ạ. Thế mấy hôm rồi ai trông mẹ? Chồng em ở đây trông mẹ. Thế là mẹ có con cái gì, có mấy đứa con hay như nào? Mẹ có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái. Là em là con gái à? Không, em là con dâu ạ. Thế bây giờ trong trường hợp như này thì nhà là đang chưa có chỗ để ở đúng không? Không ạ. Vẫn ở tạm nhà cô chú bác thôi. Vẫn ở tạm nhà cô chú bác. Vâng. Thế bây giờ em có mong muốn như nào? Em
rất mong muốn mọi người có thể giúp đỡ hoàn cảnh của nhà em và giúp đỡ để xem mẹ em thế nào. Mẹ chưa tỉnh luôn? Mẹ tỉnh nhưng mà kiểu như xuống đây đưa ở Lào Cai ấy, chưa ở Lào Cai thì đưa máy không tỉnh nên họ gửi vào đây. Vừa mới tỉnh được chắc là 5 hôm, 4 hôm đấy thôi. Nghĩa là vừa mới tỉnh đây à? Ừ, vừa mới tỉnh. À, rồi các cô bác anh chị ơi, bây giờ mọi người nghe cái trường hợp này ở Simacai, Lào Cai rồi. Thì các cô bác anh chị mọi người, bây giờ mọi người mong muốn là em giúp đỡ trường hợp này không? Thì để em đồng hành nè. Tức là bây giờ mất nhà rồi, không có nhà nữa. Không có nhà nữa, còn bác sĩ bảo là nếu là chưa đưa mẹ em thì mẹ em cũng sẽ bị liệt cả hai chân, sẽ không đi được nữa. Nó sẽ bị liệt luôn á? Ừ. Mẹ bị nặng thế á? Nặng lắm, bác sĩ bảo là nếu là chữa được thì cả hai chân thì sẽ không chữa được đâu. Mẹ sẽ bị liệt mái nữa. Quay vào bên trong này, ngồi quay bên trong này cho đỡ người ra người vào, ngồi đây. Em đổi vị trí đi. Ôi giời ơi, nghĩa là bác sĩ nói rằng là mẹ sẽ bị liệt mãi mãi luôn. Vâng. Không, kể cả có khỏi, có sống thôi thì cũng không thể nào mà là đi lại được. Vâng, mà bác sĩ bảo thế. Chấn thương cuộc sống nên là phẫu thuật một lần ở bệnh viện tỉnh Lào Cai rồi. Hôm ngày 25 tháng 9 là phẫu thuật ở bệnh viện em một lần nữa. Nhưng mà bị liệt, có nghĩa là bị liệt hoàn toàn rồi. Liệt gần hoàn toàn chi dưới rồi. Hiện tại có một vết thương nhóc da đùi rất chi là nguy hiểm. Mọi người ơi, cái này nặng quá. Có ai đồng ý em giúp không? Ủi, cái chỗ này nó mẹ quật vào cái gì mà bay hết thịt đùi này em? Em cũng không biết nữa. Ủi, ca này nặng này á. Nghĩa là cái, bây giờ là chân dưới là liệt luôn rồi á? Vâng, bác sĩ bảo thế. Ủi, mọi nhưng người mà bọn em, vợ chồng em cứ nghĩ là nếu mẹ không đi được nhưng mà bọn em sẽ cố gắng để chữa để mẹ về với gia đình. Dù mẹ không đi đường nhưng mà vẫn có mẹ ở nhà là gia đình luôn ấm áp rồi chị ạ. Nghĩa là em sợ mẹ chết hay sao? Em cũng sợ bởi vì mẹ ở Lào Cai hôn mê được gần 2 tuần luôn nên bọn em cũng sợ mẹ chết lắm nhưng mà không biết làm sao. Hôn mê gần 2 tuần luôn rồi? Ừ, sáng gần 2 tuần rồi. Bây giờ là tỉnh rồi? Bây giờ chưa tỉnh nhá, vẫn hôn mê. Ôi dồi ôi, mọi người ơi, ca này nặng lắm, em không dám đưa ảnh lên tại vì cái đùi của họ là bị bay hết toàn bộ thịt ở cái đùi mọi người ạ. Nát bét ra rồi, bị liệt luôn rồi, ca này nặng lắm luôn. Ca này là ở Simacai, Lào Cai à? Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Ở xã Quan Hồ Thân ạ. Ồ, em là con dâu hay con gái? Con dâu chị ạ. Con dâu? Vâng. Ôi trời ơi mọi người ơi, cái ca này nặng lắm. Cả nhà ơi, ai mà mọi người có mong muốn để giúp đỡ ca này thì mọi người chia sẻ cho em cái livestream này lên đi. Mọi người chia sẻ cho em cái livestream này lên để em sẽ đồng hành giúp đỡ ca này. Bây giờ mẹ vẫn đang hôn mê 2 tuần rồi mà còn mổ đi mổ lại rồi. Bác sĩ bảo là có sống được thì cũng bị liệt. Con dâu quá tuyệt ạ. À. Em nãy giờ em tưởng con gái cơ, giờ em mới biết là con dâu mọi người ạ. Con đây cho chị xin cái ảnh này nhé. Đây mọi người ơi, hiện tại là mẹ là vẫn đang nằm hôn mê như này này. Em không dám đưa cái ảnh mà có em không dám đưa cái ảnh có cái chân lên bởi vì nó sợ bị bạo lực ấy, nó lại khóa mất nick của em. Một không bốn năm. Đây ảnh ở bệnh viện chụp đây là bây giờ vẫn đang dùng máy thở. Cái này mở nội khí quản này em. Mở rồi chị ạ. Sợ nhỉ? Ồ, ca này là ca nặng lắm mọi người ơi, nhà cửa mất hết rồi. Con dâu có hiếu hả? Tình trạng của chị gái anh là bị tai nạn giao thông. Thì chị hoàn cảnh của chị là rất chi là khó khăn và bệnh tình của chị nặng. Thì bị gãy cẳng gãy chân bên trái và gãy đùi bên trái và ba rãnh xương sườn 2-3-4 và quai xanh, xương quai xanh và xương hàm và bị dập não và vỡ sọ lõa. Chị bị xe khách đi người ta lao vào, bị tai nạn giao thông. Tai nạn xe khách ạ. Người có nghĩa là bên chủ xe thì người ta cũng đến người ta hỏi thăm thì người ta mới tạm ứng cho là 16 triệu để nó viện phí cho chị, nhưng mà chị nên là được khoảng 5 hôm rồi thì là, chưa. Bây giờ người tình trạng của chị là vẫn là đang phải tiêm thuốc an thần để cho não ngủ đấy, để đỡ chảy máu não tiếp thì là bác sĩ đang can thiệp. Là vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Chị anh là bao nhiêu tuổi? Chị anh là 51 tuổi. Quê ở đây à?
sinh quê ở Mạo Khê, Quảng Ninh, Đông Triều Quảng Ninh. Chị anh thì làm bên công ty Hải Yến Môi Trường, bên gọi là lao công. Con chị thì là chị được hai đứa, hai thằng con trai, một thằng thì lớp 12, học lớp 12 thì là bị tiểu là năng trí tuệ đấy, thì là có nghĩa là gần như kiểu ngố bị còn đứa lớp 4 thì còn một cháu lớp 4 nữa, thì là cháu thì cũng khôn ngoan như cháu còn nhỏ. Chồng chị thì là mất từ năm mà bắt đầu có bầu đứa lớn. Có bầu là chồng mất. Có bầu đứa lớn là chồng mất, thì hoàn cảnh của chị là một mình, chị ở một mình. Đứa thứ hai thì thực ra là cháu lớn là bị bệnh như thế từ bé, nên ra là chị muốn là có thêm một đứa nữa để sau này anh em dựa nhau. Thế nhưng mà cũng do hoàn cảnh với công việc ấy thì phải đi làm thêm. Thế nên ra tai nạn xảy ra, gia đình cũng cố gắng chữa trị, nhưng mà thực ra là cái hoàn cảnh của chị, bệnh tình của chị nó nặng quá. Cái hành anh thì thực ra là cái đấy là vợ anh nên ứng, nhưng anh chưa kịp hỏi vì nó nhiều ấy quá, nhiều việc quá. Đúng rồi, bác sĩ thông báo anh là bệnh tình của chị là phải mổ đi mổ lại rất nhiều lần để can thiệp não. Thế nhưng mà với lại thời gian thì là rất lâu, thì anh cũng nghe thấy bác sĩ nói là thời gian có thể chữa đến 5 đến 6 tháng. Nên là đâm ra kinh phí nó cũng rất mất rất nhiều. Bác sĩ đoán là hôm sáng bác sĩ của anh vào là gọi anh vào là nói là cái tình trạng của chị đấy là can thiệp mổ não lần đầu tiên để đỡ chèn ép, thì là có tiến triển là không ngừng, không chảy máu nữa, thì cái đấy cũng là một cái điều tốt thôi. Thế còn các xương thì là bác sĩ có bó bột chân rồi, thì là dần dần sẽ hồi phục, nhưng vấn đề chính giờ đang là sang tuần là mổ não tiếp lần hai đấy, thì là để can thiệp các thứ. Bác sĩ anh hỏi, thực ra bác sĩ chỉ bảo là trường hợp của chị cũng là rất nặng. Thế nhưng mà cái này phải phụ thuộc theo cái nhất khả năng, cái hai về thời gian. Thế bác sĩ chỉ sợ nhất là mổ đi mổ lại, là có nghĩa là nằm ở phòng hồi sức ấy, là có thể nguy cơ là ý là nhiễm trùng các thứ thế thôi. Thế còn đâu là bác sĩ ở trên đây là can thiệp, là có nghĩa là anh biết là có sự tiến triển đấy, thì còn sau này được bao nhiêu phần trăm đấy là còn phụ thuộc theo khả năng của chị, sức khỏe của chị, và hai là thời kỳ chữa chạy đấy. Bây giờ tiền gia đình nhà mình có tiền không, có tiền không, có đang vay mượn hay nợ nào, không cần hỗ trợ gì không? Trước mắt đây, hôm lâu rồi anh về thì anh có vay được đâu hơn 30 triệu để nên lo cho chị. Thế còn đâu là họ hàng cô dì chú bác thì cũng hỗ trợ một phần một ít. Thế nhưng mà so với căn bệnh của gia đình của chị đấy thì là cũng chắc hành trình còn dài. Nên là đâm ra cũng chưa chắc là gia đình đã lo nổi. Đấy thì là cái thiệt thòi nhất là bây giờ chị bị nặng, không được vào để quay trong đấy, đấy để mọi người có thể giúp đỡ được nhiều hơn. Đúng này, khổ thật luôn. Thì nghĩa là hôm nọ là đóng viện phí là không biết là bao nhiêu. Lần đầu tiên là 16 triệu rồi, anh biết là 16 triệu rồi. Thế còn lần thứ hai anh về làm thủ tục giấy tờ cho chị đấy, thì anh nên luôn, nhưng anh chưa hỏi vợ anh là đóng bao nhiêu rồi. Chị có bảo hiểm gì? Chị anh có bảo hiểm. Ừ. Chị anh có bảo hiểm. Chị có bảo hiểm sẽ đỡ được rất là nhiều rồi. Nếu là có bảo hiểm là ok đấy. Chị anh có bảo hiểm. Ở đây bác sĩ ở đây nhất rồi. Nam mình không có ở đâu. Đúng rồi.